mô Phật, mô Phật. Có hai nhà cô này vô viếng mộ. Phật độ, Phật độ. Phật độ ta phải không? Phật độ ta không đủ rồi. Thầy cô, đây là lần đầu tiên mình đến mộ của chú hay sao Đi cô? hai ba lần rồi. Hai ba lần hả? Lần này đến đây cô có thấy lạ không cô? Dạ, lúc đó đi là chưa thấy này, đi chuyến đó cái về hai ba ngày mới làm mấy cái rác này. Nè, dạ. Chị cũng hay theo dõi lắm. Hôm nay cô có theo dõi trên kênh YouTube tụi con không cô? Không có, ở thỉnh thoảng là con theo dõi coi. Cô đi tham quan đi cô đó, người là sáng nay mới ấy hoa đó cô, đẹp không cô? Sáng thì hành sớm mới cả chưa mở cửa. Cô là fan của chú hay sao cô? Hả? Fan của chú Du Linh hay sao? Không có. Ủa không phải fan của chú sao tới đây chúc mừng cho chú? Vậy mới hay. Hát hay, diễn hay. Dạ. Mà tài đức nữa. Dạ. Thì đó là fan của chú rồi đó. Thì là qua, fan chú rồi. Qua bên cô thăm cô gọi không? Chú. Là cô thấy là chú hát hay, diễn hay. Ừ. Và vừa có tài vừa có đức nữa. Đúng. Vừa có tài. Đẹp trai nữa. Đẹp trai thì khỏi bình luận rồi. Vậy là cô là đúng là fan của chú rồi. Thấy có cái cô kia cái lưng khòm khòm vậy nè, nó là vợ ổng hồng 12 tuổi gì đó. Ủa có thấy quay lên đó, nó là vợ hầu đó ra cáp cáp vô đó. Má bận vô đồ đen, má lưng khòm khòm đó. Mà nó còn lên nữa không? Cô coi đâu cô? Thì tôi thấy lên đây nè. Cô coi đây. Cái tóc đó, mở TV á. Ừ. Coi. Bà nói bà là vợ của ổng. Cô đó chắc cô thầm thương chậm nhớ gì lúc còn sống hay sao? Thì bà nói đó, cái clip đó, bà bật nguyên bộ đồ đen mà lưng khơm ở bà đây tan nữa nha không? Nhớ cái clip đó không? Dạ. Tay nữa. Hát hay, diễn hay mà đẹp trai nữa. Dạ. Mà tài đức nữa. Quá trời đẹp luôn. Cái gì cũng đẹp hết trơn. Cái mặt chú phúc hậu mà. Ừ. Cũng tiền kiếp bà con với mình, mình mới đeo đuổi, mình mới quật, mình mới đến thượng này chứ bao nhiêu người có ai đâu. Dạ. Ổng cũng tiền kiếp bà con với mình đó. Cho nên mình mắc nợ ổng nè. Mình đến mình canh ổng vậy nè, rồi mình thắp nhang ổng nè. Chú quá tài người cái ái đầu thấp. Cô có thấy chú núi khi mà chú ra đi ở cái độ tuổi tôi thấy ông bước lên chiếc xe ha. Ông bước lên chiếc xe là kêu bằng tóc hả? Xối đầu luôn. Dạ. Đi lợm khợm lợm khặn răng rụng luôn, đi chiến nó dạng chết á. Bước lên xe. Dạ. Cái tạo ghê. Sao cô theo dõi ra sát sao? Tại coi ngày lúc đó tôi ghiền tôi bắt ngày thả tôi đi thôi về tôi quẹt lên tôi coi. Ghiền luôn á, coi riết ghiền luôn mà ông diễn hay quá trời rồi đó. Lên đây lần nữa thứ ba nè. Bây giờ thỉnh thoảng là cứ mở cái kênh đó lên coi. Cô nghĩ là một ngày nào đó sẽ có một cái ông nghệ sĩ ngồi vũ linh thứ hai xuất hiện một con. Có quá. Có như là mình nghĩ là không có. Còn nếu có chưa chắc gì con cháu ổng mà nói nghiệp cũng được. Không, mình không nói con cháu không đi, mình nói cũng như là cái ngành sân khấu cải lương á, hồ quản á. Cô có thể là có khi nào mà cô nghĩ sẽ có một người để là nói thôi không ha? Chắc cái đó là có lẽ là có. Dạ. Theo như mình nghĩ là chắc có. Có hay cô? Trong trong khoảng bao nhiêu năm nữa cô? À biết. Chứ còn hỏi nhiều khán giả chỉ có mình cô nói có. thì những tâm cái nghệ sĩ chùa của Kim Nhung thế nào thế dạ. Cũng có chứ, chứ con hỏi nhiều khán giả người ta nói khó mà kiếm được người cho chú đó. Đúng rồi, tại vì nhưng mà không bằng. Dạ. Có tài thì có nhiều nghệ sĩ có tài đó, nhưng mà đức á, thì có nhiều cô nói là không bằng chú. Cái đó là... theo như sự đánh giá khách quan như cô vậy, cô nghe như vậy thấy thôi có đi có lý không cô? Ừ. Dạ. Thì nói cho đúng ra thì có thì cũng có nói nghiệp, nhưng mà nghệ sĩ Vũ Linh mà có cái là không bằng, làm sao bằng được. Dạ. Tài thì ở trên thế gian này hình như con thấy có nhiều nghệ sĩ tài lắm. Ừ.
nhưng mà cái đức là không lại. Được không, dạ. Em Út làm nợ quá tại vì người ta chửi mắng ha, đoạn này dạ. Dính ra trả nợ trơn thường ha, thường nghĩ em lại nghĩ là ông gánh giác tội như vậy, ông ra đi rồi là ông trả rồi chứ ông sống chuyện khổ dữ vậy. Ra đi nếu mà ông còn sống chừng nào ông càng khổ chừng ấy. Vậy ông đi cho nó khỏe, nó nhẹ cuộc sống mà cô, con nghĩ là ai cũng không thể nào mà mình biết trước được cái số phận của mình hả con. Dạ. Bên kia nó chị Út đi thì dạng kia nè, đi không quan không? Đi đi. Mấy con dạ. Qua mấy chú quay nhiều quá mà về cái con tôi dạ. Với chồng kia nó chạy cư mấy bà này bà tới trên này luôn. Đi tới trên đây luôn ha. Ừ. À. Cái mấy con cô con vô mộ cô Năm đi. À, hai cô sợ quay nhiều con cô nó nói nên thôi giờ mình quay lại mộ của con Năm. Nói cô chú anh chị. Hai cô ở Hóc Môn nha cô chú anh chị. À, Ngọc giờ đang lau dọn bàn thờ cho cậu cho sạch sẽ ha. Dễ xài đó chắc của Di Minh cúng. Cô ơi. Nhiều. Nhiều. Cảm ơn cái cây này cô nhiều lắm. Dì hả? Mẹ cô nhiều cũng. Mày cái gì hả? Anh yêu giống mẹ. Nhiều giống mẹ đó lắm. Anh nói sao vô sớm. Dạ, không sao. Rút mấy chân nhang bự đó luôn Ngọc. Tại cái đất nó đang nóng á, đừng có xịt. Chiều. Chiều xịt, chiều hoặc sáng. Chiều hoặc sáng thì được. Giờ này tưới là nó. Ừ. Nước là tốt, dạ cô chú anh chị, em cùng xin kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị xem thấy kinh hay có ý nghĩa cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo nha.